Vâng, chào các bác yêu bộ môn sân đẩy cò. Thì hôm nay một cái video ngắn em chia sẻ từ các bác cái cách mà làm bàn đĩa để đi đánh cò làm sao cho nó hiệu quả nhất. Đánh cò, đánh vạc, đánh chuột bằng cái mẫu cạm bán nguyệt này các bác nhé. Thì cái cách mà các bác chọn lưới đây, các bác chọn cái lưới mắt nhỏ thôi để làm cho nó dễ. Đây nhá, em sẽ cắt luôn. Các bác đo làm sao mà cho nó chuẩn với cái trong lòng cái bàn đĩa này, cái bàn cạm này. Đấy, em sẽ đo đến đây là đo 7 mắt đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mắt em sẽ cắt. Với những cái bàn lưới như này mà các bác mà ngại cắt, các bác có thể liên hệ luôn với cái shop mà bán cạm bẫy này, sẽ cắt cho các bác luôn nhé. Để các bác chỉ việc gắn vào thôi. Nếu mà các bác mà quan tâm và để ý thì rất chi là dễ, các bác cứ theo dõi hết cái video này, các bác sẽ làm được một cái bàn đĩa đẹp, như ý luôn. Đây đã. Đây nhá, các bác cắt là đếm lại đếm cái chiều ngang này. Em cắt chuẩn, cắt chuẩn vừa một cái khung đĩa này luôn. Đo tiếp ở đây luôn nè. Đây này các bác này, em đã cắt được cái miếng lưới để làm cái bàn đĩa của cạm cỡ lớn đây nha các bác nhá. Đấy, các bác thấy áng chừng nó rất chi là vừa. Bây giờ em sẽ cắt những cái cạnh này đi. Đây nha các bác nhá, đây là cắt cái đầu phía bên trên. Thì em sẽ thử gài luôn vào đây. Thì ở đây nó có một cái đoạn dây thép như thế này. Với cái cấu tạo của cái cạm bán nguyệt này thì nó có một, nếu như các bác đánh truyền thống thì nó có một cái phần cắm mồi vào đây. Và cái phần này là phần gài nhá. Thì các bác chế thì các bác sẽ bẻ cái phần này ra, bẻ cho nó thẳng ra như thế này, và các bác gài đĩa vào thôi. Gài đĩa thì các bác có thể buộc thêm dây này, buộc thêm dây thép vào hai cái bên cạnh này để líu cái đĩa này, để cho nó chắc chắn hẳn luôn. Sẽ gài, em sẽ gài tạm nó vào đây nhé. Các bác chỉ cần gài chắc vào đây thôi. Đấy, như thế này là em đã gài tạm được rồi nhé. Em đã gài và các bác chỉ cần líu hai cái đoạn dây thép vào đây, líu chắc vào cái phần này là sẽ ok. Em sẽ quay lại cái phần bên này, sẽ líu ở bên đằng sau này nhé. Cách để dương cái bàn cạm này ra rất chi là đơn giản. Các bác làm thì cẩn thận nhé, với cái cạm này thì nó sập rất chi là mạnh. Dùng để các bác mà đi đánh cò, đánh vạc thì hiệu quả lắm. Em
xem các bác trong miền Tây, trong Kiên Giang đấy, Cà Mau. Các bác nhìn cái cạn này, rất chi là chắc với cái lò xo cứng như này. Bác gài vào đây nhé. Đây các bác nhìn em gài đây. Cái bẫy em sẽ gài như này và sẽ chế tạo bàn, cài bàn ở phía trong này. Cái này thì đòi hỏi các bác là cần các bác buộc thêm dây nhé. Nếu mà độc như này thì sẽ chưa được. Làm này rất tiếc là rất phải cẩn thận. Đây là cái cách em làm dễ nhất để giới thiệu tới các bác thôi. Còn nếu như mà các bác mà làm để đi đánh ý, các bác sẽ líu líu hai cái dây vào đây này. Cái bàn này như này em cắt ra hơi to. Các bác sẽ chế làm sao mà khi mà con mồi nó xéo vào đây một cái là sẽ sập ngay. Đây là em mới làm ước chừng như thế này để các bác tham khảo để đi đánh cò nhá. Đấy, rất chi là hiệu quả. Sẽ để cái phần lưới này ở bên dưới này. Đây em để bên trên. Như thế này là đã tạm được một cái bàn để các bác đi đánh cò, đánh vạc. Thì cũng có rất nhiều bác là yêu cầu là khi gửi cạm thì làm luôn cái bàn đĩa này. Nhưng mà nếu mà các bác cần, em sẽ cắt lưới cho các bác nhé. Cắt thành những tấm lưới như thế này. Đấy, để gửi cho các bác chế tạo, các bác làm như thế nào để cho nó phù hợp nhất để đi đánh cho nó hiệu quả nhất. Còn ví dụ như em cài như này về nhiều bác chưa ưng đâu, các bác còn phải làm lại. Thì các bác có thể lấy bảo luôn bên shop bán cái cạm này, cắt cho bác cái miếng lưới như này về các bác chỉ việc gài thôi. Thế là các bác đã có thể đi đánh cò. Với cái cạm này thì siêu hiệu quả luôn. Đây là em làm video thì em phải cho cái phần này sâu vào. Nếu như các bác đi đánh thì các bác để mớm ra ngoài này, nhạy lắm, chỉ cần động một cái là lấy ngay. Với cái độ mạnh của nó thì con cò, con vạc mà đã dính vào thì không thể nào tuột ra được. Các bác đi đánh thì nhớ buộc dây vào cái cạm này nhá. Buộc dây xong mà níu chặt vào cọc vào. Không thì nhớ nó mà khi mà nó sập ấy, nó sẽ cắp cả cái cạm này đi, rất chi là phí. Đấy. Vâng, thì một cái video ngắn, các bác mà quan tâm đến cho dòng mà cạm bẫy, các bác ấn vào nút đỏ, ấn vào chuông đấy ạ, ấn vào chuông và ấn vào cái nút đỏ để ủng hộ em mỗi lần em làm video nhé. Vâng, chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.